Xin chào tất cả các em học sinh lớp 9 của trường Trung học cơ sở Nguyễn Cao Cảnh. Cô tên Nguyễn Thị Thanh Thao, năm nay cô sẽ phụ trách dạy môn vật lý khối lớp 9. Thì trong chương trình vật lý khối lớp 9 chúng ta sẽ có 4 chương. Chương thứ nhất là điện học, chương thứ hai là điện từ học, chương thứ ba là quang học và chương thứ tư là sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về chương 1. Điện học. Thì trong chương 1 sẽ có những nội dung chính sau đây: cường độ dùng điện chạy qua một dây dẫn có mối quan hệ như thế nào với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó, điện trở là gì, điện trở phụ thuộc như thế nào vào tiết diện chiều dài của dây dẫn, công suất của một dụng cụ điện hoặc một mạch điện được tính bằng công thức nào, điện năng tiêu thụ của thiết bị điện phụ thuộc vào những yếu tố nào, có những biện pháp nào để sử dụng an toàn và tiết kiệm điện năng. Tiết 1 bài 1, sự phụ thuộc của cường độ dùng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. Trước khi vào học phần kiến thức lớp 9, chúng ta sẽ ôn lại kiến thức vật lý lớp 7. Về cường độ dòng điện, thì cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho mức độ mạnh hay yếu của dòng điện. Cường độ dòng điện được đo bằng dụng cụ đo là ampe kế. Khi đo thì ampe kế được mắc nối tiếp vào mạch điện và số chỉ của ampe kế là giá trị của cường độ dòng điện. Ký hiệu của cường độ dòng điện là chữ Y in hoa. Đơn vị của cường độ dòng điện là A, đọc là ampere. Ngoài ra còn có đơn vị là kiloampere hay miliampere, được ký hiệu là chữ M nhỏ A. Một kiloampere thì bằng 1.000 ampere. Một ampere thì bằng 1.000 miliampere. Tiếp theo là phần hiệu điện thế. Khi có một thiết bị mắc giữa hai cực của một nguồn điện thì giữa hai cực của nguồn điện và giữa hai đầu của thiết bị sẽ xuất hiện một hiệu điện thế. Dụng cụ dùng để đo hiệu điện thế là von kế. Khi đo, von kế sẽ được mắc song song với thiết bị cần đo hiệu điện thế và số chỉ của von kế là giá trị của hiệu điện thế. Ký hiệu của hiệu điện thế là chữ U. Đơn vị của hiệu điện thế là chữ V, đọc là von. Ngoài ra còn có kilovolt hay là milivolt. 1 kilovolt sẽ bằng 1.000 volt, 1 volt sẽ bằng 1.000 milivolt. Vậy khi đặt hiệu điện thế vào hai đầu của một bóng đèn càng lớn thì cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn sẽ càng lớn và đèn càng sáng. Vào bài 1, sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về thí nghiệm. Trước tiên chúng ta sẽ quan sát cái sơ đồ mạch điện. Thì trong cái sơ đồ mạch điện để làm thí nghiệm, chúng ta sẽ có một nguồn điện AB và phía cực dương được mắc ở vị trí A, phía cực âm được mắc ở vị trí B. Một khóa K, một ampe kế được mắc nối tiếp vào mạch điện để đo cường độ dòng điện của một cuộn dây dẫn, dùng để xác định giá trị. Một von kế được mắc song song với cuộn dây dẫn cần đo. Thì để tiến hành thí nghiệm, chúng ta sẽ ghi cái bảng kết quả vào bảng 1 với 5 lần đo tương ứng. Sau đây cô mời các em chúng ta sẽ cùng quan sát cái thí nghiệm về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. Dụng cụ thí nghiệm của chúng ta rất đơn giản, gồm có những cái dụng cụ sau. Thứ nhất là chúng ta có một cái nguồn điện có hiệu điện thế có thể thay đổi từ 3 đến 15V. Có hai đầu lấy điện ra là đầu lấy điện một chiều và đầu lấy điện xoay chiều. Thì trong bài này ta sẽ sử dụng đầu lấy điện một chiều. Dụng cụ tiếp theo là một von kế. Von kế của chúng ta có hai thang đo là 6V và 12V. Thì trong bài này ta sẽ sử dụng thang đo là 12V. Dụng cụ tiếp theo là một ampe kế. Tương tự ta cũng có hai thang đo là 1A và 3A. Thế trong bài thí nghiệm này cường độ dòng điện tương đối là nhỏ, cho nên ta sẽ sử dụng thang đo là 1A. Tiếp theo là một đoạn dây dẫn mà chúng ta khảo sát. Một công tắc
và các dây nối. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em cách mắc mạch điện theo sơ đồ hình 1.1 trong sách giáo khoa. Đầu tiên là ta lấy điện từ nguồn một chiều. Ta lắp chân dương của nguồn một chiều vào công tắc K. Đầu còn lại của công tắc K thì các em nối với chân dương của ampe kế. Các em nhớ rằng là trong bài thí nghiệm này chúng ta sẽ sử dụng thang đo là 1 ampe. Đầu kia của ampe kế các em nối với một đoạn dây dẫn, và đầu còn lại của đoạn dây dẫn thì các em mắc ngược trở lại nguồn. Vậy ta sẽ có là mạch kín gồm có công tắc, đoạn dây dẫn và ampe kế mắc nối tiếp nhau. Tiếp theo, để mắc vôn kế thì các em nhớ cho thầy là vôn kế thì mắc song song với thiết bị cần đo hiệu điện thế. Ở vôn kế này thì chúng ta sẽ sử dụng thang đo là 12V. Chân dương của vôn kế thì các em mắc về phía cực dương của nguồn điện, thầy biểu thị bằng dây đỏ đây. Còn chân âm của vôn kế các em sẽ mắc với cực âm của nguồn điện. Sau khi mắc mạch điện xong, các em kiểm tra lại mạch điện một lần nữa. Nếu như mạch điện đã ổn định rồi thì các em tiến hành đóng khóa K và bật công tắc của mạch điện. Khi thầy bật công tắc của mạch điện thì các em thấy rằng là kim của vôn kế và ampe kế đều quay, vậy chứng tỏ rằng là mạch điện của chúng ta hoạt động bình thường. Vậy bây giờ thầy sẽ tiến hành đo đạc để lấy số liệu thí nghiệm. Ở lần thí nghiệm đầu tiên, thầy ngắt mạch điện để làm cho mạch điện của chúng ta hở, bật nguồn điện. Thì vì mạch điện hở cho nên là số chỉ của vôn kế và ampe kế đều chỉ giá trị số 0. Vậy ở lần đo thứ nhất ta được U bằng 0 và Y bằng 0. Ở lần thí nghiệm thứ hai, ta đóng công tắc, bật nguồn điện, quan sát kim của vôn kế và ampe kế thì ta đo được là U bằng 2,4 và Y bằng 0,24 ampe. Ở lần thí nghiệm thứ ba, ta tăng hiệu điện thế của nguồn điện lên, bật nguồn điện thì ta đo được U là 4,8V và Y sẽ là 0,48 ampe. Ở lần thí nghiệm thứ tư, ta tiếp tục tăng hiệu điện thế lên, bật nguồn điện thì ta đo U được 7,2V và Y là 0,72 ampe. Ở lần thí nghiệm cuối cùng, ta tiếp tục tăng U lên, bật nguồn điện, quan sát cho kim của vôn kế và ampe kế ổn định thì ta sẽ đọc số liệu của hiệu điện thế và cường độ dòng điện. Ta đọc được là U bằng 9,6 và Y bằng 0,96 ampe. Sau khi tiến hành thí nghiệm xong,
thì các em tiến hành là ngắt mạch điện. U bằng 9,6 và Y bằng 0,96. Qua quá trình thí nghiệm, ta thu được cái bảng kết quả như sau. Ở lần đo thứ nhất, hiệu điện thế là 0V. Lần đo thứ hai là 2,4V. Lần đo thứ ba là 4,8V. Lần đo thứ tư là 7,2V. Lần đo thứ năm là 9,6V. Tương ứng với các lần đo thì ở lần đo thứ nhất, cường độ dòng điện ta thu được là 0A. Lần đo thứ hai là 0,24A. Lần đo thứ ba là 0,48A. Lần đo thứ tư là 0,72A. Và lần đo thứ năm là 0,96A. Như vậy, dựa vào bảng kết quả đo, chúng ta thấy rằng khi lần đo thứ hai hiệu điện thế là 2,4V thì cường độ dòng điện tương ứng là 0,24A. Sang lần đo thứ ba thì hiệu điện thế tăng lên 2 lần là 4,8V. Thì cường độ dòng điện chúng ta thu được tương ứng cũng tăng lên 2 lần là 0,48A so với 0,24A ở lần đo thứ hai. Tương tự vậy cho lần đo thứ ba và lần đo thứ tư thì chúng ta thấy cường độ dòng điện cũng tăng lên tương ứng với lại hiệu điện thế. Vậy từ đó ta có kết luận sao? Khi hiệu điện thế tăng lên bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện cũng tăng lên bấy nhiêu lần. Hay nói cách khác, cường độ dòng điện tỷ lệ thuận với hiệu điện thế. Sang phần 2, đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế. Thì để biểu diễn đồ thị sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế, chúng ta sẽ vẽ hai trục, trục thẳng đứng và trục nằm ngang. Trục thẳng đứng thì tương ứng với lại cường độ dòng điện có đơn vị đo là ampere. Trục nằm ngang tương ứng với hiệu điện thế có đơn vị đo là volt. Thì dựa vào bảng kết quả thí nghiệm với 5 lần đo, chúng ta sẽ lần lượt biểu diễn vị trí của hiệu điện thế và cường độ dòng điện tương ứng trên đồ thị. Ở lần đo thứ nhất, hiệu điện thế là 0V, cường độ dòng điện cũng là 0A. Như vậy thì điểm tương ứng đầu tiên được biểu diễn ở góc tọa độ. Ở lần đo thứ hai, hiệu điện thế là 2,4V, cường độ dòng điện tương ứng là 0,24A, ta biểu diễn ở điểm B. Ở lần đo thứ ba, hiệu điện thế là 4,8V, cường độ dòng điện là 0,48A, ta biểu diễn ở điểm C. Ở lần đo thứ tư, hiệu điện thế là 7,2V, cường độ dòng điện tương ứng là 0,72A, ta biểu diễn ở điểm D. Ở lần đo thứ năm, hiệu điện thế 9,6V, cường độ dòng điện là 0,96A, ta biểu diễn ở điểm E. Khi nói các điểm O, B, C, D, E, ta thấy nó là một đường thẳng. Vậy, đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là một đường thẳng đi qua góc tọa độ. Tiếp theo là phần qua no mã, phần vận dụng. Chúng ta sẽ thực hiện câu C4. Một bạn học sinh trong quá trình tiến hành thí nghiệm với một dây dẫn đã bỏ sót không ghi một vài giá trị vào bảng kết quả. Em hãy điền những giá trị còn thiếu vào bảng. Thì nhìn vào kết quả của bảng bên, ta thấy là còn một vài giá trị hiệu điện thế và giá trị cường độ dòng điện chưa được ghi. Vậy thì dựa vào mối quan hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế là mối quan hệ tỷ lệ thuận, chúng ta sẽ tính được các cái giá trị còn thiếu như sau. Ở lần đo thứ hai còn thiếu giá trị cường độ dòng điện, như vậy chúng ta nhìn vào kết quả đo hiệu điện thế ở lần đo thứ hai là 2,5V so với lần đo thứ nhất là 2V, thì chúng ta thấy là từ 2V lên 2,5V nó tăng 1,25 lần, thì cường độ dòng điện cũng sẽ tăng lên tương ứng là 1,25 lần. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng cái quy tắc tam suất là lấy 2,5 nhân cho 1 chia cho 2 thì chúng ta sẽ ra được kết quả của cường độ dòng điện. Tương tự như vậy, ở lần đo thứ 3
thiếu cái giá trị của hiệu điện thế thì chúng ta sẽ lấy là giá trị cường độ dòng điện là 0,2 nhân cho giá trị 2V và chia lại cho 0,1 ampere, ta sẽ ra được kết quả đo. Tương tự cho các cái giá trị đo còn lại, chúng ta cũng sử dụng cái quy tắc tam suất, ta được bảng kết quả sau. Vậy qua đó ta sẽ thấy được tỷ lệ U1 trên U2 sẽ tương ứng bằng với tỷ lệ Y1 chia cho Y2. Bài tập vận dụng tiếp theo, bài 1.1. Khi đặt vào hai đầu một dây dẫn một hiệu điện thế 12V, thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn này tăng lên đến 36V, thì cường độ dòng điện chạy qua nó là bao nhiêu? Chúng ta sẽ làm như sau. Hiệu điện thế U1 bằng 12V, U2 36V, Y1 0,5A. Vậy ta sẽ tìm Y2 qua cái hệ thức tương ứng là Y1 trên Y2 bằng U1 chia U2. Sau đó chúng ta suy ra được Y2 sẽ bằng U2 nhân cho Y1 chia cho U1 là kết quả 0,5A. Bài 1.2, cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là 1,5A khi nó được mắc vào hiệu điện thế là 12V. Muốn cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này tăng thêm 0,5A thì hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn này phải bằng bao nhiêu? Ở đây chúng ta lưu ý là tăng thêm 0,5A thì cái Y2 sẽ được tính là 1,5 cộng thêm cho 0,5 ra là 2A. Và chúng ta cũng tương tự áp dụng công thức là Y1 chia cho Y2 bằng U1 chia U2. Từ đó chúng ta sẽ tính được U2 bằng Y2 nhân U1 chia cho Y1 và ra được kết quả là 16V. Bài tập thứ 3. Một dây dẫn được mắc vào hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,3A. Một bạn học sinh cho rằng nếu giảm hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn 2V thì dòng điện chạy qua dây dẫn đó có cường độ là 0,15A. Theo em kết quả này đúng hay sai? Tại sao? Vậy ta cần phải tính các cái giá trị tương ứng như sau. Khi hiệu điện thế giảm đi 2V thì chúng ta lấy kết quả 6 trừ cho 2 được 4V ở U2. Sau đó chúng ta áp dụng cái hệ thức là Y1 trên Y2 bằng U1 chia U2. Từ đó suy ra được Y2 sẽ bằng là U2 nhân Y1 chia cho U1. Chúng ta ra được kết quả là 0,2A. Như vậy kết luận của học sinh ở trên là sai. Bài tập số 4. Khi đặt một hiệu điện thế 12V vào hai đầu một dây dẫn thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là 6mA. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó có cường độ giảm đi 4mA thì hiệu điện thế là bao nhiêu? Thì ở đây chúng ta cũng áp dụng quy tắc tam suất. Lưu ý là giảm đi 4mA, chúng ta sẽ lấy 6 trừ cho 4 và chúng ta áp dụng quy tắc tam suất. Thì lúc này chúng ta sẽ chọn được đáp án đó là bằng 4V. Hướng dẫn học ở nhà. Thì sau khi học xong nội dung bài, các em về hãy ghi lại nội dung bài và trả lời các câu hỏi sau vào vở bài học. Thứ nhất, chúng ta sẽ ghi cái kết luận về mối liên hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn, cùng với đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn, được ghi ở mục ghi nhớ sau bài học trong sách giáo khoa. Phần số 2, chúng ta sẽ vận dụng mối liên hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế để chúng ta điền vào chỗ trống trong cái bảng ghi kết quả ở thí nghiệm sau.